Kính thưa quý vị, tin từ Caracas, cuộc thi Hoa hậu Venezuela 2012 vừa kết thúc với sự lên ngôi của người đẹp Maria Gabriela. Thêm một lần nữa, cường quốc sắc đẹp tôn vinh nét đẹp đã qua giao kéo. Đêm chung kết Miss Venezuela 2012 khép lại với sự tham gia của 24 hoa hậu các bang trên cả nước. Đăng quang Hoa hậu Venezuela năm nay là cô Maria Gabriela đến từ bang Guárico. Tân Hoa hậu của cường quốc sắc đẹp 24 tuổi và có chiều cao 1m79 với các số đo hoàn hảo, đó là 90, 60, 90. Cô có gương mặt đẹp nhưng khán giả có thể dễ dàng nhận ra những đường nét sắc sảo đều từ dao kéo mà ra. Chiến thắng của người đẹp này được đánh giá là khá bất ngờ và có vẻ đẹp của cô được so sánh với Miss Venezuela năm 2010. Tân Hoa hậu Venezuela sẽ tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ năm 2013. Cuộc thi năm nay cũng chọn ra top 3 người đẹp nhất để tham dự các cuộc thi lớn trong năm 2013. Cô Elian Herrera, 21 tuổi, cao 1m84 đến từ Aragua, sẽ thi Hoa hậu quốc tế, và cô Alice Henrich, 21 tuổi, cao 1m75 đến từ Falcon, sẽ dự Hoa hậu trái đất. Một điều đáng chú ý là khác với mỗi năm, đại diện dự Hoa hậu thế giới của Venezuela sẽ được xác định trong một cuộc thi khác. Theo yêu cầu của tổ chức Miss World, thì người đại diện cho một nước phải là người chiến thắng một cuộc thi riêng biệt, không liên quan đến các cuộc thi sắc đẹp khác như Hoa hậu Hoàng Vũ hay Hoa hậu Trái Đất.